toàn thể quý vị. Trên giải đất Việt Nam tươi đẹp hình chữ S, mỗi vùng miền, mỗi dân tộc đều mang bản sắc văn hóa riêng, là sự trao truyền kết nối giữa các thế hệ. Trong đó, trang phục dân tộc là một trong những di sản văn hóa quý báu, không chỉ là yếu tố nhận diện dân tộc mà còn là niềm tự hào chung của từng tộc người. Mỗi sắc màu trang phục sẽ là đóa hoa tươi thắm, góp phần vào rừng hoa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.